很强哦。Chưa có quả nhở, quả trên kia thì bé quá, không biết khi nào mới được có quả đào để ăn nhở. Mà mình mới được nhìn thấy cây đào và quả đào có một lần thôi. Chắc chắn là mày phải ra quả đi để cho em Sushi đỡ cười vào mặt tao. Em Sushi toàn bảo không bao giờ có quả được, phải có quả, mày phải có quả biết chưa? Có quả cho tao nhá, để cho em tao ra, đừng nói tao là ảo tưởng, tưởng tượng các kiểu. Em ra từ lúc nào vậy? Chị đang làm gì ấy? Chị đang nói chuyện với cây đào để nó cho quả đấy. Thôi đừng có mơ mộng nữa, vào ngủ đi. Ba, không thì ba đánh bây giờ. Thế nào cũng có quả mà tại sao em cứ không tin lời chị cơ nhỉ? Cứ vào đi. Ở đây hơi lạnh ấy. Vào đi, rét quá rét quá. Công nhận, ở ngoài này lạnh thật đấy. Nào ơi, cố chịu rét nhá. Thôi cố chịu rét. Nhưng mà chị tin thế nào nó cũng ra quả đấy. Em nó cứ cười chị đi. Rồi ạ, em à, sẽ phải hối hận cho nó xem. Nào, đi ngủ đi. Quả. Đi ngủ đi. Chị vào phòng trước, chị vào phòng trước. Mà, chị lớn chị đâu vào phòng trước. Mai chị sẽ bất ngờ cho mà chết. Ai sáng rồi. Su, Su gì? Nhanh lên thôi, mở mắt thôi. Nhìn kia, thấy chưa đúng không? Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà. Đúng là đào mặt được chưa? Rõ đây là quả đào chưa? Đúng rồi. Đó, vậy này hưởng của chị ta nhận được rồi. Này, phải ăn thử đi. Ơ, quả này bị bừa nữa. Thôi quả đấy cứ để đi, nó chưa chín đấy em ạ. Mình vào quả này trước. Đấy. Ôi nhưng mà Sushi ơi, tại sao quả đào nó không có cuống mà nó lại bị đâm lỗ như này nhở? Em chả biết nữa. Sao lại thế được? Nhìn thì rõ là quả đào rồi mà, nhưng sao nó lại có lỗ? Em đâu biết. Thơm lắm luôn ấy. Đấy thì nó quả đào ấy chưa. Ăn đi. Hai chị ăn thử nhá. Ăn thử đi. Đây không phải quả đào. Đây là cái bánh bao. Bánh bao. Đúng không? Đúng ạ. Mẹ em đúng không? Đúng ạ. Em nãy trêu chị rồi. Mà chị tưởng cái đào đấy mà quả đào. Nhưng mà làm sao em thương lắm. Em làm được bánh bao hình quả đào luôn đấy. Không phải mà là hôm qua lúc chị ngủ ấy. Em vào nhà ba xong ba bảo là em kể rất lại mọi chuyện xong rồi em với ba thức đêm để làm á. Cảm ơn em yêu của chị. Trời ơi, chị không ngờ em chị lại kéo tay đến thế lại làm được bánh bao hình quả đào luôn. Thì sao cũng cảm ơn em nhé. Tí chị sẽ cảm ơn ba sau. Thôi, đi vào nhà đi. Đi vào phòng chị. Chị có cái này cho em. Xin chào tất cả các bạn.